chụp hình kìa con, lên xếp hàng chụp hình với bạn kìa. Xếp hàng theo mấy bạn đó hả? Các bạn ơi, mình nhanh chân vào hàng nào để con lên ổn định cho các con nào. Hello, hello. Hello. À Ruby ơi, con qua ăn xếp với mấy bạn lớn lớn kìa, con đứng để nhường cho mấy em bên này. Đi con. Con qua ăn xếp với bạn chỗ bạn Hường Ngọc kìa. Chỗ bạn Hường Ngọc kìa. Chỗ lớn kìa. Tụi cả dưới luôn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tụi cái lo này dọc hay dữ đó. Rồi các bạn nam nhanh chân vào hàng nào, nhóc ơi. Có đi đâu mất rồi. Nhóc khác đi vào hàng. Sao không cắt bớt hàng lên trên kia cho nó gần này. À, đi lên con, đi. Con lên trên kia kìa, ba bé này này con, đi lên con nói. Đều lên cái tin mời các con đất ta. Em chụp thì chụp, anh quay từ đầu tới cuối luôn. Lấy chụp hình đi ơi. Lô lô lô.
lên, đi vô. Đi lên, đi lên, lên vô. Đó cái cài cài lại cho anh vậy. Nhanh nhanh để chị Hằng xỉu. Chụp chứ, sẽ chụp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia đứng kia như đẹp không? Đứng kia nó đẹp hơn hả? Để đúng giờ thì chắc cả lớp mình không chụp một tấm rồi. Cuối giờ mà sẽ chụp cái nhóm sau nha các con. Thế lấy bao lâu, cần lấy bao lâu. Rồi. Rồi các bạn ơi. Cả lớp ơi. Các bạn ơi. Còn ra đằng sau này chụp hình với chú Mùi với chị Hàng nào. Tất cả dân lên sau là các con. Rồi đứng lại, đứng lại. Ba vô chị chị nè. Ba đứng với chị nha. Ba đứng với chị nha. Đông quá. Quay trong trại cao, trong trại thấp nè các con. Dạng ngầu á. Quá thật. Rồi bên này còn thiếu nè, lên lên từ đâu. Lên cho đời luôn nào. Nếu hai đứa ra chụp cùng với chị Hằng tấm này.
tự nhiên mặc hai cái áo giống y hệt nhau luôn. Đây 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 con. Ra 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 đứng chụp với chị Hằng nè. Ra ba chụp cho.